phương pháp phân tích theo quy mô có thể được sử dụng ở trong ví dụ này lý do là do doanh thu của công ty a và công ty b đều khác nhau và đặc biệt lợi nhuận sau thuế khác nhau chính vì vậy chúng ta có thể sử dụng phương pháp phân tích theo quy mô trong ví dụ này đối với công ty a và b phương pháp phân tích theo quy mô có thể sử dụng trong để phân tích báo cáo kết quả kinh doanh phân tích bảng cân đối kế toán và chú ý là khi phân tích thì chúng ta sẽ sử dụng phân tích theo thời gian và thời điểm Ví dụ về phân tích theo um, quy mô báo cáo kết quả kinh doanh theo thời gian. Cho biết số liệu của 2 năm của một doanh nghiệp. Doanh thu năm thứ nhất là 4 tỷ, năm thứ hai là 4,4 tỷ. Giá vốn hàng bán năm thứ nhất là 2,8 tỷ, thì lợi nhuận gộp là 1,2 tỷ bằng 4 tỷ trừ 2,8. Chi phí bán hàng 660 triệu, đã được lợi nhuận trước thuế là 540 triệu và từ đó đã được lợi nhuận sau thuế là 405 triệu. Năm thứ hai, doanh thu 4,4 tỷ, giá vốn hàng bán là 2,9 tỷ lợi nhuận gộp là 1,5 tỷ và từ đó cũng tương tự chúng ta cũng có thể dễ dàng xác định ra được lợi nhuận sau thuế bằng 600 triệu. Khi phân tích theo quy mô thì người ta thường xuyên lấy các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh và chia cho doanh thu. Vẫn ví dụ trước theo thời gian năm thứ nhất giá vốn hàng bán bằng 70% của doanh thu, lợi nhuận gộp bằng 30%, chi phí bán hàng 16,5%, lợi nhuận trước thuế 13,5%, thuế thu nhập doanh nghiệp 3,4% và lợi nhuận sau thuế là 10,1%. Năm thứ hai Doanh thu tăng lên là 4,4 tỷ. Giá vốn hàng bán là 65,9%, lợi nhuận gộp là 34,1%, chi phí bán hàng bằng 15,9%, lợi nhuận trước thuế bằng 18,2% và lợi nhuận sau thuế bằng 13,7%. Ở đây chúng ta có thể sử dụng phân tích quy mô để chúng ta phân tích là doanh thu tăng từ 4 tỷ lên 4,4 tỷ, là tăng lên 10%. Lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu là tăng lên từ 10,1% lên 13,7%. Và lý do là lợi nhuận sau thuế tăng thì các anh chị nhìn vào cái phần trăm của giá vốn hàng bán phần trăm của giá vốn hàng bán thì mặc dù doanh thu tăng và mặc dù giá vốn hàng bán tăng nhưng mà tốc độ tăng của doanh thu cao hơn tốc độ tăng của giá vốn hàng bán và phần trăm hay tỷ trọng của giá vốn hàng bán trong doanh thu của năm thứ nhất là 70 phần trăm và tỷ trọng của giá vốn hàng bán trên doanh thu vào năm thứ hai là 6,65,9 phần trăm bên cạnh đó thì chi phí bán hàng chi phí bán hàng năm thứ nhất là 16,5% và năm thứ hai là 15,9% giảm xuống còn 15,9%. Chính vì vậy nên lợi nhuận sau thuế trên doanh thu tăng lên từ 10,1% năm thứ nhất lên 13,7%. Tiếp theo là phân tích theo thời điểm. Phân tích theo thời điểm đối với công ty hai công ty A và B. Doanh thu của công ty A là 4 tỷ, giá vốn hàng bán 2,8 tỷ, lợi nhuận gộp là 1,2 tỷ, chi phí bán hàng là 660 triệu và từ đó xác định ra được lợi nhuận trước thuế bằng 540 triệu và lợi nhuận sau thuế bằng 405 triệu. Công ty B doanh thu 3,5 tỷ và giá vốn hàng bán là 2,4 tỷ, lợi nhuận gộp là 1,1 tỷ và từ đó với chi phí bán hàng là 570 triệu và xác định ra được lợi nhuận sau thuế là 397,5 triệu. Phần trăm trên doanh thu đối với công ty A, giá vốn hàng bán chiếm 70%, lợi nhuận gộp chiếm 30%, chi phí bán hàng 16,5% lợi nhuận trước thuế 13,5% và lợi nhuận sau thuế là 10,1% đối với công ty B giá vốn hàng bán chiếm 68,7% lợi nhuận gộp 31,3% chi phí bán hàng 16,3% và lợi nhuận sau thuế là 11,2% các anh chị có thể nhìn thấy là doanh thu mặc dù của công ty B thấp hơn so với công ty A tuy nhiên thông qua bảng này thì chúng ta có thể nhìn rõ ràng được mặc dù là doanh thu thấp hơn tuy nhiên các với các chi phí thấp hơn chính vì vậy nên là cái tỷ trọng của lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của công ty B lại cao hơn so với công ty A và đặc biệt ở trong ví dụ này chúng ta nên sử dụng phân tích theo quy mô tiếp theo đó là phân tích quy mô trong bảng cân đối kế toán ví dụ phân tích theo thời gian năm thứ nhất tài sản ngắn hạn là 10 tỷ tài sản dài hạn là 30 tỷ tổng tài sản là 40 tỷ nợ ngắn hạn 14 tỷ, nợ dài hạn 26 tỷ và tổng nguồn vốn là 40 tỷ. Khi phân tích theo quy mô theo bảng cân đối kế toán thì người ta thường xuyên là lấy các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán chia cho tổng tài sản hoặc là chia cho tổng nguồn vốn. Tài sản ngắn hạn trong ví dụ này chiếm 25% tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm 75% tổng tài sản. Nợ ngắn hạn chiếm 35% tổng nguồn vốn và nợ dài hạn chiếm 65%. Tổng nguồn vốn. Năm thứ hai, tài sản ngắn hạn từ tăng từ 10 tỷ lên 16 tỷ. Tài sản dài hạn tăng từ 30 tỷ lên 32 tỷ. Và tổng tài sản tăng từ 40 tỷ lên 48 tỷ. Nợ ngắn hạn năm thứ hai là 18 tỷ, nợ dài hạn năm thứ hai là 30 tỷ và tổng nguồn vốn là 48 tỷ. Tài sản ngắn hạn đã thay đổi tăng từ 25% lên 33,33% ,33 tổng tài sản. Tài sản dài hạn sẽ giảm mặc dù là giá trị thì tăng từ 30 tỷ lên 32 tỷ tuy nhiên tỷ trọng của tài sản dài hạn trong tổng tài sản lại giảm từ 75% xuống còn 66,67% nợ ngắn hạn tăng từ 35% lên 37,5% trong khi nợ dài hạn mặc dù là tăng từ 26 tỷ lên 30 tỷ tuy nhiên tỷ trọng cũng giống như tài sản dài hạn tỷ trọng của nợ dài hạn trên tổng nguồn vốn lại giảm từ 65% xuống còn 62,5% Tiếp theo là chúng ta đi vào ví dụ đối với phân tích theo thời điểm, uh, phân tích quy mô bảng cân đối kế toán theo thời điểm Tài sản ngắn hạn của công ty A là 4 tỷ, trong đó tiền là 2 tỷ, phải thu 1 tỷ, hàng tuần kho 1 tỷ và tổng tài sản là 10 tỷ Tài sản ngắn hạn chiếm 40% tổng tài sản, tiền chiếm 20%, phải thu chiếm 10%, hàng tuần kho chiếm 10% Đối với công ty B Tài sản ngắn hạn cũng là 4 tỷ chiếm 40% trong đó tiền 0,5 tỷ 500 triệu chiếm 5% phải thu 1,5 tỷ 15%, phần hàng tồn kho 2 tỷ chiếm 20% phần trăm và tổng tài sản cũng là 10 tỷ mặc dù là có tùng tổng tài sản mặc dù có tài sản ngắn hạn cùng tổng tài sản ngắn hạn là 4 tỷ Tuy nhiên các thành phần trong tài sản ngắn hạn khác nhau chính vì vậy nên đặc biệt là khi xem xét về phần trăm thì chúng ta có thể nhận ra rằng là hàng tồn kho của công ty A thấp hơn hàng tồn kho của công ty B 10% so với 20% và do đó nên đặc biệt khi chúng ta xem xét khả năng thanh toán nhanh sau này thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự khác biệt rõ ràng bởi vì hàng tồn kho là chỉ tiêu kém thanh khoản nhất trong tài sản ngắn hạn chính vì vậy nên là khả năng thanh toán nhanh của công ty A sẽ lớn hơn khả năng thanh toán nhanh của công ty B.